người đã đánh thức ta. Đóa hoa của chiến trường Vĩnh Hằng sẽ nở trên tay người. Người đã đánh thức ta. Hỡi người lãnh đạo bẩm sinh, người đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi đã đánh thức ta, ngươi sẽ là người nắm giữ sức mạnh nguyên tố vô tận trên thế gian. Ngươi đã đánh thức ta, ngươi thống trị do trời định, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Là ngươi đã đánh thức ta, đóa hoa của chiến trường Vĩnh Hằng sẽ nở trên tay ngươi. Ngươi đã đánh thức ta, cực hạn của ma pháp và kiếm thuật sẽ do ngươi khám phá. Ngươi đã đánh thức ta, ngươi thống trị do trời định, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Xem ra chính dũng sĩ là nguyên thủy chúng ta rồi. Binh sĩ, thật ra tôi muốn ăn một lưỡi mũi nhớ. À, bạn chính là ước giờ tôi có thể ra ngoài chơi lưu mộng. Bảo vệ, hãy cố lên.
Xin chào. Cho phép tôi tạm mặt. Còn nữa tôi cũng quên mất. Tôi sẽ cho bạn thấy động tĩnh của bạn. Ừ. Thấy mắt do thám của tôi hữu dụng lắm không? Chỉ cần đi theo ngài Musa chỉ đấu sẽ tiến bộ rất nhanh. Đông dũng sĩ hãy đến giúp anh. Đây chính là bạn nói đúng. Mối thù này phải hủy diệt cả tộc Thủy mới hả dạ? Cảm ơn dũng sĩ. Bạn có nghe thấy lời cầu nguyện của linh hồn không? Thank you.
Si đã gửi, hãy giúp đội điều tra phong ấn đất nước không gian càng sớm càng tốt. Mặc dù vết nước không gian, tôi nghĩ nên giúp linh hồn những kẻ tội nghiệp này được giải thoát. Xem ra đúng là giờ có nhiều nguyên liệu tăng cánh rồi, hãy
tiếp tục đăng nào. Dũng sĩ, hãy nào, chúng ta hãy làm cho trắng. Con đường đi đến kem, ta có vô số đội trưởng góp liên phục vụ cho tộc quỷ. Nào, chúng ta hãy đặt còn có rất nhiều Blue Feeder, có thể tiếp tục đăng. Lô giỏi mặt đến đó giấm định mảnh đá này. Lại là một đám lính mặc giàu nghe một quen đen nguyện một phen cũng là chuyện tốt. Ta đã tìm được manh mối. Thật ra khi nhìn thấy mảnh đá này, tôi đã đoán được kẻ bắt cóc là ai.
nghĩ đến cảnh bị ta ăn thịt thấy thế nào. Tiếp theo, đêm đây chính là phẩm chất đạo Ireka đã nói rõ chuyện bắt cóc tình địch. Nghe nói các ngài muốn đánh chân bắt, nếu vậy có thể dùng trận dịch chuyển bên kia.
dũng sĩ là tốt lắm.